này có size to. Quế. Cái này có 21 đây. Không lắm rồi, về 3 hôm nay rồi. Chưa có đâu, để đốt đi. Đưa chị kéo đây. À thôi. Đây kéo đây nè. Móng tay chị dài nhọn này. Mày nhìn đi. Người ta cắt móng tay để đi cấy rồi em ạ. Mà anh đi cấy, không anh sớm. Anh về cái hồ. Có thuê cô về cấy. Anh thuê đi, em về cấy. Nhà tôi có làm có 6 hectare thôi mà. Có một cái à đâu 3 hectare thôi. Cái hết 6 hét gãy lưng. Mày nói ấy, lấy nửa hét thôi. Mày nói thế thì gia đình anh đứng sinh sống trong 30 năm qua mà có nghĩa là thu nhập chính của nhà tao là giờ cái đấy không? Thế nhà anh Hiếu toàn lúa rồi anh Hiếu, anh Tú ạ. Trong này không có tem. Bảo anh Tú cấy lúa đi. Được anh Tú không cấy lúa. Được cấy bằng máy đấy, ngày xưa làm gì được cấy bằng máy. Ngày xưa thuê cấy. Ngày xưa mà không có gặt máy thì nhà anh có thuê gặt tay không? Đương nhiên là có máy thì không thuê gặt tay làm gì. Ngày xưa không có. Mất mẹ ra. Rồi, ta đi.